Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin chào tất cả anh em. Hôm nay shop làm video ngắn giới thiệu cho các bác chi tiết cái con chim cuốc bổi nhá. Chi tiết con chim cuốc bổi mà bên shop đang cung cấp, hàng rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Các bác nhìn này. Cái hàng này ấy, nó là hàng lột da và nhồi bông nhá các bác nhá, hàng nhồi bông. Có tạo mắt giả này. Lông lá rất là mượt, tròn chỉnh. Các bác nhìn giống như con chim thật luôn. Nó không có phải là hàng tiêm hormone, nó hóc hát luôn nha các bác nha. Đây các bác nhìn thực tế đây, con cuốc rất chi là đẹp. Đấy nha. Đây chân đẻ đây. Đấy. Nha các bác nha. Các bác để ý quan sát kỹ đây. Lông nó rất là mượt, hàng nó tròn trịa này. Hàng này hàng nhồi bông mà nó không có thuốc, không có hóa chất nha, đảm bảo cho nó không có cái gì là độc hại các bác nhé. Cái này các bác dùng giữ gìn thì nó rất là bền nhé. Đấy, rất là bền. Đây, con cuốc này là, đây con này là con đực này các bác này. Đấy, làm tròn đẹp. Đây. Đây là thực tế con cuốc nhé các bác nhé. Thực tế con cuốc shop làm quay video như nào thì các bác sẽ nhận được một cái con cuốc giống như vậy, giống đặc luôn. Nhìn sơ thì rất là giống con cuốc thật luôn, không có khác tí nào hết. Đây này các bác này, nhìn lông lá nó mượt, nó mượt nhá, nó tròn, nó mập, nó nhìn nó không có hốc hác nhá. Cái miệng này nó mở vừa phải này, có mắt giả này, giống là con cuốc thật luôn. Đó. Và các bác này, cái con này là làm rất cầu kỳ nhá. Cái phần xương chân này này, là cái dây dây kẽm này, là xiên qua lớp da nhá, xiên qua chui vào trong rồi luôn. Xiên chui vào trong và xiên lên, chứ không phải là để cái dây thép kẹp ở phía ngoài và lấy băng dính quấn đâu các bác nhé. Cái này nó làm rất cầu kỳ, làm rất là đẹp. Cái này là nghệ nhân làm ra này là cũng rất là khéo tay nhé, rất là công các bác nhé. Đây là cái hàng con cuốc thuộc cuốc mồi giả bên shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đang cung cấp nhé các bác nhé. Cái này thì giá thành nó sẽ hơi cao, anh em sẽ thắc mắc là giá nó hơi cao, nhưng mà các bác là thông cảm một chút là tiền nào của đấy, nó đắt nhưng mà nó sắt ra miếng các bác nhé. Nhìn nó đẹp, nó ưng ý. Giá của hành của một con cuốc này bên shop đang bán là 250.000 trên một con, đã bao gồm ở cước phí rồi. Các bác mua hai con hay là các bác mua con cuốc này kèm theo đồ ấy, thì sẽ được chiết khấu giảm đi nhá. Thế còn các bác mua một con cuốc này không thì giá sẽ là 250.000. Thì các bác cũng nói là sao giá lại cao thế, một số đơn vị khác bán có 200, 170, 180, nhiều khi 150 cũng có. Nhưng mà các bác thông cảm là những cái hàng đấy nó cực kỳ là xấu. Shop cũng có mấy con rồi kìa, mấy con cái giá mà 160, 170. Nó thật sự là không muốn quay video. Thế khi quay video chi tiết thì các bác nhìn thì các bác sẽ nhận xét luôn là cái này thì cho không còn không lấy luôn, nhưng đừng nói gì 150 nhá. Đấy, đâm ra là anh em mình chơi cái đồ thì nó đẹp, nó kỹ, nó thể hiện được cái đẳng cấp chơi. Chứ còn cứ phải là cái con cuốc thì 150 nó cũng có. Đấy, 160, 170 nó cũng có thôi. Nhưng mà cái hàng này nó là hàng đẹp, hàng chuẩn, hàng chỉnh nhá, thì giá nó phải hơi cao một chút, thì các bác cũng gắng thông cảm nhá. Mình chơi hàng đẹp thì mình phải chấp nhận giá nó cao. Đây shop quay thực tế cái con cuốc này cho các bác xem này, rất là đẹp. Đấy, các bác nhận được con cuốc thì nó đúng y như vậy nhá. Đây, tròn chỉnh, căng phồng, mắt giả, cái miệng nó mở vừa phải giống như cái con cuốc thật. Nó có, nói chung là mình nhìn sơ qua ấy, là nó có hồn, nó có hồn các bác nhé. Nó giống như là cái con bổi thật ở ngoài ấy, nó có hồn, chứ nó không phải như là cái con cuốc nhìn kia nó hốc hác, lông lá nó ngủ xù, rồi mắt nó không có, nó móp mép. Đấy, cái chân này này, dây kẽm này luồn xui ở trong luôn, làm rất là kỹ nhé. Hàng này hàng làm rất kỹ các bác nhá. Đấy các bác lưu ý nhá, giá nó là 250.000 nhá. 250.000 cho một con cuốc này, đã bao gồm cả cước phí hết rồi nhá. Rồi xin cảm ơn các bác.